Bản tin Hoa Thình Đốn trân trọng kính mời quý vị đón xem chương trình lịch sử Việt Nam Cộng Hòa qua phỏng vấn đặc biệt cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Thực hiện chương trình Minh Thúy, giới thiệu, thu thập tài liệu và trình bày kỹ thuật. Phan Lê Dũng, phỏng vấn, sẽ được tuần tự trình chiếu trên SBTN vào lúc 8 giờ tối, theo thời khóa biểu như sau. Series 4, thứ 3, 23, thứ 4, 24 và thứ 5, 25 tháng 2. Series 5, từ thứ 2, 1 tháng 3 cho đến thứ 5, 4 tháng 3 năm 2021. Mọi liên lạc xin gọi Võ Thành Nhân 301-257-8496 hay email washingtondc@sbtn.tv. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Tư, 24 tháng 2, 2021. Đến với bản tin Hoa Thình Đốn hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phần 3 buổi phỏng vấn đặc biệt lần thứ tư với cựu Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Với những câu hỏi về sự bất lực của Việt Nam Cộng Hòa, những khuyết điểm của chính phủ khi áp dụng chính sách, có cách nào để thắng Bắc Việt hay không? Như vậy giống như ông Diễm ông nói vậy đó, ông bảo là về mặt quân sự cũng như về mặt chính trị. Chẳng hạn như hồi ông hỏi ông Cao Văn Viên là tại sao anh có quan điểm mà anh không đẩy mạnh những cái quan điểm đối với người Mỹ. Ông Viên ông bảo là mình không có đủ sức lực để mà điều động đội quân của Mỹ, không có quyền lực gì hết. Đã vậy mình còn lệ thuộc vào họ nữa. Thành ra cái quan niệm của mình đối với họ kể như vứt đi. Thì ông nghĩ sao? Tức là Việt Nam mình chẳng có đóng vai trò gì được hết. Mà theo như ông Diễm ông nói là chẳng làm gì cả, mà nói đúng hơn, chẳng thể làm gì cả. Chẳng thể làm gì cả thì cũng hơi quá lố. Thấy không? Chẳng làm gì cả là như tôi vừa nói đó, thằng Mỹ nó muốn giải quyết theo kiểu nó thì nó rất là lễ phép, nó nghe mấy ông tướng mình nói đó trình biện thì, nhưng mà nó không có thèm chú ý của mình. Nó nói à, tôi bây giờ đó cũng như là mình nói cho tôi, giúp cho tôi thêm một cái sư đoàn thiện chiến đi, tại tôi đánh cái trận này tôi có cái sư đoàn thiện chiến dù của tôi đó, mà đi tới chỗ này chỗ kia là tôi diệt được thằng Việt Cộng rồi, sau đó tôi để cái lục quân của tôi để địa phương quân nghĩa quân vô tôi giữ. Nhưng mà những cái sư đoàn thiện chiến, ví dụ như 81 bị cách dù đi tới chỗ để đánh xong dẹp trận xong rồi đi tới chỗ khác đó, nhưng mà thằng Mỹ nó đâu có cho đó. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy, nó nói đâu đánh theo kiểu tôi này, mình cái để nó vô dàn nó dụ nó thằng Việt Cộng nó ra dàn xếp rồi dội pháo cho nó. Nhưng mà như tôi nói, nó đâu có làm theo, nó đâu có làm như nó cũng hiểu, Việt Cộng nó cũng hiểu rằng Mỹ nó muốn như vậy, nó đâu có đưa ra quân nó chết. Chỉ khi nào nó tổng tấn công rồi nó như Tết Mậu Thân thì nó hố nó thua rồi thôi. Chứ còn tôi dám chắc ấy, ông biết như ông đại tướng Viên của nhà mình, hay ngay cả ông Thiệu cũng nói là theo tôi nghĩ là phải như thế này, nghe là quân của lính của tôi như thế này đó, là ông nhờ ông giúp đỡ. Nhưng mà nó chỉ nó, tiếng Mỹ nó gọi là pay lip service, yes yes, cho nên nhà nó nói là à, tôi đến theo kiểu tôi, tại vì nó đánh vì cái dư luận của nó, nó chứng minh rằng cái chính sách của Mỹ đối Việt Nam thành công, thành nó đánh theo kiểu nó. Cho khi nào đó là nó thấy có vẻ như là dư luận chống rồi thôi, cái nó phụ tày rồi bỏ đi. Cái đó là cái sắc thái của người Mỹ. Thành thử đã nói cái vấn đề là mình không có làm gì được cũng không đúng, tại mình nói mình đưa ra ý kiến nhưng mà nó không làm, là nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là double face đó. Chính ở trong cái phương diện mà chính trị đó, lúc mà hai bên thương thuyết, mình đưa ra biết bao nhiêu đề nghị phản đề, chính tôi đã đưa ra, nó coi như nó không thèm đưa ra cho bên phía kia. Nó nói hỏi nó sao, nó nói tụi kia bác rồi. Nhưng mà sau đây lịch sử thấy đó, nó không đưa đó, thấy nó đó là một cái ví dụ, là nói không phải là mình không có ý kiến đã. Mình là người mình biết, như điều gặp cái thằng đồng minh nó không có làm, nó làm theo kiểu của nó thì mình chỉ gọi là nạn nhân của cái sự kiện đó. Đồng minh họ cũng biện hộ cho họ, họ nói lên là chính phủ Việt Nam mình bất tài, chính phủ Việt Nam mình bù nhìn, tức là những cái danh từ họ nói có thể là sâu viết chính trị, nhưng mà họ nói thành như vậy. Nhưng mà có những cái là rõ ràng là mình thấy là Việt Nam mình quả thật cũng có lỗi lầm. Chẳng hạn như ông Frank Scotton khi mà ông về, ông huấn luyện biệt kích ở dưới miền quê, thì ông có mang theo một số Việt Nam mình gọi là những người căn cốt và lý tưởng, mà giỏi làm việc được.
về miền quê để mà làm tạo ra cái lớp cán bộ để giúp ông. Nhưng mà sau khi mấy người này về khoảng cái chừng một thời gian thì họ nói là chúng tôi xin về. Thì ông Frank Scotton ông bảo là tại sao về? Ông suy nghĩ lại, ông bảo là mấy người kia bảo là tại vì tôi không thể như sống như tụi nó được, dân quê được. Tôi không thể sống được, chúng tôi ở Sài Gòn, chúng tôi sống khác, chúng tôi có standard khác, tôi là một người khác. Chúng tôi không thể sống như họ, ông không thể bắt chúng tôi sống như họ được. Và đó là những người lý tưởng, những người cốt căn cốt của mình. Họ không chịu sống như vậy. Trong khi nếu mà mình so với lại bên kia, chẳng hạn như là chính sách của Việt Cộng, thì nó là cái chính sách tam cùng, anh biết rồi. Cùng ăn, cùng ở, cùng nằm, cùng được, sinh được. Hoạt, hòa với người dân. Trong khi cái nhìn lý tưởng của mình, là mình bảo không, tôi không có như mấy thằng kia, mình vẫn đi. Thì họ nói là anh thử xem, nếu mà anh có một cái người đồng minh như thế, thì anh sẽ hợp tác như thế nào. Cái điểm mà Dũng nêu lên rất là quan trọng là tại vì đó là một cái gọi là cái sách thái của dân tộc Việt Nam mình, mà nhất là trong Việt Nam của họ. Thứ nhất là đã, lúc nào cũng có một cái giới gọi là mình gọi là giới thượng lưu elitist. Đó, tôi quen sống với Sài Gòn, sáng tôi phải ra uống cà phê vỉa hè rồi ăn tô phở, ăn một đĩa bánh cuốn, ở quê này nó bắt tôi ăn bắp chết tôi, thấy không? Đó, tôi rất là có nhiều ý kiến, nhưng mà chính mấy cái anh đó thật sự mà lịch sử ghi lại đó. Đáng lẽ anh phải ráng là nỗ lực chứ, dấn thân về quê mà anh muốn ở như Sài Gòn, anh đi vô tiệm ăn này anh ăn cái kia, tại quê này nó ăn cái này như nó tôi sống không được là theo tôi đó, tôi chê cái ông đó chứ nó phải. Thành ra ông Scotton chắc ông cũng lễ phép, ông không nói chính ông trong tôi nghi ông nói mấy cái thằng cha này vậy mà nó ra nó nói tôi nói dấn thân này, về rồi sống ở trong làng chút xíu rồi nó thấy nó mệt mỏi rồi tôi. Mà người Mỹ họ đang sống, người Mỹ không không bằng Mỹ, mình đâu có, mình đời sống của mình đâu có bằng người Mỹ, mà tại sao người Mỹ họ chịu đúng thế mà. Đúng thế, anh thấy chưa đó. Nhưng mà sau này đó mấy cái nghĩa là thật sự đó, những cái chương trình mình thành công đó không phải vì mình đưa mấy cái dân Sài Gòn rồi xuống thành, là sau này nó có một cái khía cạnh hơi nhảy qua một chút là cái khía cạnh gọi là cách mạng hành chính đó. Lúc đó là ông Thiệu muốn nó đưa mấy cái công chức nghĩa là ở Sài Gòn về đó, tỉnh nào để cho nó, tôi nói cái đó là không có thành công, tại vì nó trong cái mấu của mình, đừng đưa cái mấy thằng tỉnh nó về đó. Tỉnh nó về đó nó phải đòi nó làm sếp không à. Nó nói tao ở Sài Gòn về nè, tao ở dân anh chị tối ngày đi Katina, mày ở Cần Duộc rồi mày phải nghe tao. Cái đó là hai bên chọn nhau. Thành tôi nói đừng cái làm vậy, huấn luyện lại mấy cái di tỉnh đó, cho nó quyền đi. Tiếng Mỹ hồi đó tôi về đó, tôi đưa những cái quan điểm này, sau này dịch tiếng Mỹ về đó, empower đó, cho nó quyền đi. Mấy ông kia giật mình, nó có hiểu gì đâu, ông cứ nói hoài, nếu mà nó không hiểu gì mà không có huấn luyện thì sao nó hiểu được. Cứ cho nó huấn luyện thì cứ lỗi đi, có thể là mình đưa 10 thằng nó có quyền mà 7 thằng nó cà chớn, nhất mình có 3 thằng tốt, chẳng thà hơn ngồi đó đưa 5-6 anh chàng ở Sài Gòn hay là mấy chị em ở Sài Gòn xuống nói rồi nói tôi bây giờ phải xếp mấy anh ăn uống gì khổ cực, ngủ ghế bố rồi các bạn, mọi lương cái đó thì đang đó, thành thử đó, đó như là Dũng nói rất đúng, thằng Mỹ nó bên tiện nghiêm nó qua nó ok vì nhiệm vụ của nó, tinh thần trách nhiệm nó cao, tôi sẽ ở với dân như làng, tại sao mấy anh sướng, mấy anh không làm như vậy đó. Nó thành ra cái đó là một cái khía cạnh đó cũng, nhưng mà để nói cái đó nói lên đó là không chỉ đó, là theo tôi là một cái thiểu số mấy cái anh chàng này lúc này nhảy vô là thấy chắc là nói nghĩa là những cái gì mà Mỹ muốn nghe, tôi dấn thân được xuống, nghĩa là khi mà tiếng Mỹ nó gọi the rubber meets the road, the rubber meets the road hay cái gì đó, the tie meets the road đó, là bắt đầu xuống đó là bắt đầu anh nói tôi không sống được cái đó, thấy chưa? Một khía cạnh khác nữa là anh Frank Snap ấy, khi mà anh kéo một người cộng sản triều hồi trong chỗ của anh đi vào một cái quán bar để anh hỏi, thì anh cộng sản này nhìn xung quanh thấy lính thì tụm năm tụm ba uống rượu uống bia, xung quanh là gái ghiếc nhảy, nó xin lỗi anh chuyện đó, thì người cán bộ đó họ nói lắp bắp cái gì đó, anh thông dịch anh mới dịch lại cho ông Frank Snap, nói là tôi tin sai rồi, những cái điều tôi thấy tôi sai rồi, tôi xin về. Thì ông Frank Snap ông bảo là từ đó trở đi ông không bao giờ ông phạm phải cái lỗi lầm, tức là đưa một người triều hồi về một cái quán bar để mà nói chuyện như vậy. Nhưng một cái khía cạnh khác của vấn đề, tức là đời sống ở Sài Gòn và đời sống ở thôn quê hoàn toàn là hai cõi khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn lại anh Phan Nhật Nam, tất cả những tác phẩm của anh viết từ Dấu Binh Lửa cho đến Dựa Lưng Nỗi Chết cho đến Dọc Đường Số 1 cho đến cuối cùng và Tù Binh và Hòa Bình. Thì mình lấy hai cái đầu tiên, tức là cái
dấu binh lửa và tù binh và hòa bình. Thì từ dấu binh lửa, tức là anh đi ở ngoài trận để anh về anh thấy, rồi cuối cùng anh mô tả một con người cộng sản trên bàn đàm phán như ông đã thấy, một con người của máy móc, một con người chỉ nói theo tất cả những cái gì, hành động đều theo đảng, tức là họ không làm một cái gì, họ chỉ là một con ốc trong cái đó khi mà đưa lên để làm gì thôi, vẫn là một cuộc chiến tranh của ba cái kia thôi, người cộng sản như vậy. Thì con người cộng sản như vậy, mình có cách nào mình thắng được? Bây giờ mình nhìn lại, mình có cách nào mình nghĩ là có thể nào mà mình vừa xây dựng dân chủ vừa ấy để mà mình thắng được những con người chỉ có một chiều như vậy? Lúc nào họ ăn, họ ngủ, họ thức, họ làm giống như là anh Phật Nam, anh Phan Trần Nam anh viết, là anh viết trong họ không có một cái gì khác ngoài cái chuyện là họ tin là họ đúng và họ làm tất cả những cái gì để mà họ áp đặt lên mình. Thì mình có cách gì để mà anh theo bây giờ mình nhìn lại, mình có cách gì để mà mình giải quyết cái bài toán đó? Thì cái chuyện đó cũng rất là đúng thôi, là tại vì một bên đó, cộng sản đó họ nghĩa là nhồi sọ từ nhỏ, nghe từ cơ thể mới đi học đã nhồi sọ lên, thì từ 54 trở lên thì nó cũng được mười mấy tuổi rồi vô đó, nó chỉ biết bác và đảng như mình nói một cách cái nói như thế này, nói cho nên là nó cứ như cho dân đi. Nó chỉ đi theo cái con đường này, coi như con ngựa mình bịt cái mắt, nó chỉ biết đi con đường này chứ mình ở đó bây giờ mình bịt mắt ai đó, mình còn nói để cho học nghĩa là văn chương thứ này văn chương thứ, mình mở mang tại vì mình nhân bản mình biết cái giá trị của người, mình không thể nào biết người ta nghĩa là đi lập theo tôi như con két rồi từ đó biết tôi làm gì làm cái đó đó, thì đó là một cái khía cạnh. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 4 buổi phỏng vấn đặc biệt với cựu tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện sau đây, với những câu hỏi về xã hội và sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc trên phương diện ý thức hệ và văn nghệ. Bây giờ mình cũng nói tiếp về cái chuyện Chiêu hồi của anh, mình đi qua văn nghệ một tí, chẳng hạn như bây giờ mình nhìn bài hát của anh Trịnh Công Sơn, hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn, đàn bò vào thành phố, toàn là những anh nghe tiếng buồn lắng buồn tênh. Trong khi nếu mà mình so cái đó với lại miền Bắc thì mình thấy tức là con người miền Nam mình hoàn toàn đầu óc ở đâu, không ở đó, sao không hát cho những người dứt giặc trên cầu như anh Trần Thiện Thanh. Và mình nhìn lại bài hát của ngoài Bắc, hôm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác, Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây. Thì mình vẫn thấy là một cái dòng của Việt Cộng nó đi như vậy, ngay cả trên phương diện tuyên truyền, trong khi miền Nam của mình vẫn tản, vẫn ấy nữa, vẫn nhìn thấy những cái, mình không nhìn thấy lý tưởng của mình ở đâu, mình nhưng mà như nhạc của anh Trịnh Công Sơn đó, tức là ông nói là nói lên khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng của tuổi trẻ là đàn bò vào thành phố, khát vọng của tuổi trẻ là được thoát, được ấy, được mơ những cái mà con nhà lính tính nhà quan. Bởi vậy nên cho nên mình ngay cả trên mặt trận Dân vận của mình cũng vẫn chết vì chỗ đó. Thì ông nghĩ sao về cái chuyện? Cái đó là một cái, đó là một cái ví dụ rất là điển hình cho cái sự khác biệt giữa chế độ miền Nam và chế độ miền Bắc. Như tôi nói, miền Bắc nhồi sọ dân từ nhỏ và nó không có cái nguồn tin tức gì khác với những cái gì cán bộ tuyên huấn hay là đảng của nó hay là tờ báo chí nhân dân, quân đội nhân dân đưa ra. Miền Nam mình á, nhạc mà có vẻ thấy đồi trụy là bị cướp trong lúc đó, mình á, cái đệ nhị công hòa nói à, mình đây là cái chế độ dân chủ phải chấp nhận cái sự gọi là khác biệt. À, tại vì mình đã nói rồi, mình nghĩa là hiến pháp bảo đảm những quyền tự do căn bản. À, chỉ có ba điều mà hiến pháp cấm thôi, là không được mà lị dùng cái sự tự do phát biểu mà lị người ta chửi bới, đào mồ đồ mã rồi không có sự mình lên chửi, cái đó là đối với cái xã hội Việt Nam Cộng hòa miền Nam của mình là không được, không có được dùng báo chí để nghĩa là gây rối nội an rồi nghĩa là giúp cho cộng sản, và cái thứ ba là không được dùng văn chương báo chí để nói về dâm ô. Còn ở ngoài mà cái công nhạc đó thì rất là mừng là mình có rất nhiều nhạc sĩ nói về cái vấn đề đoàn quân như anh Trần Thiện Thanh, là bất cứ những người người mà nghệ sĩ trong ban trong chiến tranh tâm lý, thì bên phía dân sự đó thì lúc đó chúng tôi cũng có mấy người đặt ra tại sao nhạc của ông Trịnh Công Sơn là phản chiến. Tôi đã họp với mấy anh em ở trong chiến tranh chính trị, anh Trung tướng Trung, tôi nói đó, thì mấy ông đó thì nghĩa là chúng tôi không có đặt vấn đề ra. Lính có nhiều người thì cũng nói, nhưng tôi thấy ông này ông diễn tả lên
một cái sự thật của đất nước thì không ai chối cãi được. Đó. Thì bom nên đá xuống thì nhưng mà nhiều người là muốn hiểu cái đó theo là một cái luận điệu phản chiến. Đó thành thử ra tôi nói nếu mà tôi áp dụng luật đó, những cái lời lẽ đó nó không có vi phạm cái gì mà hiến pháp và luật báo chí. Không? Bây giờ có một cái bài hát khác nó còn rõ ràng hơn cái bài hát đó. Hãy sống dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy thở dùm tôi. Thịt da này dành cho thù hận, cho bảo tàng, cho tham vọng của một lũ điên. Cái đó là năm nào đó? Cái đó là nhạc của ông Trịnh Công Sơn. Nhưng mà năm nào tôi nhớ tôi đang ngồi nghĩ. Cái đó là sau này đó phải không? 73, 74 phải không? Nhưng mà vấn đề là khát vọng của tuổi trẻ. Như tôi sự với tôi nói, cái đó là không có hẳn là khát vọng của tuổi trẻ. Cái đó là đầu óc của một cái anh đó vô đó. Thành nên về tôi mới đặt cái thời gian tính chứ những cái ban nhạc đầu đó. Thì cái khát vọng của tuổi trẻ những về còn chương trình là Yuka hả? Đó là thời gian đó là 67, 68, 69 thì khác với lại cái Trịnh Công Sơn sau này đó. Chứ nhưng mà cái câu mà những cái lời mà Dũng nói đó, cái đó là hoàn toàn là đầu óc của ông ta nghĩ như vậy là một cái cá nhân ông ta đã là coi như là nhưng mà ảnh hưởng của ông rất lớn lắm ảnh hưởng của ông lớn lắm đối với lại thanh niên mình, thành ra nhiều khi bây giờ câu hỏi được đặt lại là mình có rộng tay quá không? có thể là thời đại nhất Cộng Hòa hay hơn thời đại nhị Cộng Hòa không? Cũng có thể, nhưng mà theo tôi nghĩ đó là đó, mình có thể đó, mình lấy bất cứ cái biện pháp gì, nhưng mà tôi đứng trên cái phương diện pháp lý mà nếu mà Trịnh Công Sơn mà nó biết mà nó kiện lại đó thì là chính phủ chỉ có thua nó, tại sao ông cấm cái này, tôi đâu có vi phạm gì, tôi chỉ nói lên cái sự thật, theo tôi nghĩ. Đó, mấy ông dân biểu nghị sĩ của mấy ông chống, chửi tùm lum hết, đòi, có nhiều ông đòi liên hiệp đó. Như vậy ông có nghĩ là mình đưa dây để mình chói mình không? Mình tự đưa ra cái hiến pháp để mình chói tay mình, để mình làm những cái việc đáng nhẽ mình được làm mà bây giờ mình không còn được làm nữa. Nó không phải là mình tự chói mình, tôi nói là mình có cái chiếc xe xì phố, mình có 7 cái thắng. Đó, lúc nào mình mà bỏ cái thắng kia đó là quốc hội là báo chí rồi la sùm nữa, thành mình bỏ ra chứ. Mình biết những cái gì bị bó tay đó, cũng như là khi mà Bắc Việt mà nó tấn công của mình hồi 72 mà ông tổng thống xin đặc quyền đó, ui chào chửi bơ nhau rồi độc tài quản trị đó, nói cái này cho tôi tùy xin trong một thời gian 4-5 tháng để tôi chỉnh đốn cái hàng ngũ, mà nhờ đó mà mình mới chỉnh đốn được cái hàng ngũ đó. Thế rất là giới hạn đó, mà cũng là chứ mình đâu có dám mà gọi là nói bây giờ đó là chiến tranh đang nói cái này bọc tay đi tù không, cái đó không được. Cái đó thì theo tôi nghĩ đó, nếu mà chính phủ có là lúc đó là hoàn toàn sai, không nên. Chẳng thà là mình có gan đó, nếu mà mình tốt là mình giỏi đó, thì mình cứ đưa ra để mình nói từ một hồi thế nào đó, nói xin lỗi chứ. Một số người đó nói ông chống, nhưng mà cả đa số dân của mình với lại lính đó nói ông chính phủ này ông làm đúng, tôi vẫn còn là đủ cái gọi là cái sự dấn thân để tôi tiếp tục nhiệm vụ của tôi ở bảo vệ cái là biên cương, là để cho đồng bào ở trong này sống và chính phủ có thì giờ để là thi hành những cái chương trình phát triển đời sống. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình tóm gọn lại thì mình thua bên miền Bắc, kể như là cả ba cái, từ quân sự cho đến chính trị hay là kinh tế thì mình đều thua hết. No, tôi là không tin như vậy. Về quân sự là mình thua là vì những cái lý do mình đã nói nhiều, không phải vì là mình bắt đầu nghĩa là lính của mình không có dấn thân hay là để bảo vệ cái đất nước, thì vì những cái gọi là cái trường hợp là không có được cái sự cái giúp đỡ cần thiết so với một cái kẻ thù mà nó rất là được trang bị rất là hùng hậu, thì cái chuyện đó bất cứ tướng nào đánh giặc thì cũng hiểu rõ thôi. Đó là thứ nhất. Điểm thứ nhì là về cái vấn đề quân sự đó, trên phía mình đó cũng có nhiều người, nhiều thành phần nó không có giỏi, thì vì tham nhũng, vì bất tài, xứ nào cũng có vậy, Mỹ cũng có vậy chứ không phải gì riêng Việt Nam mình. Đó là cái đó, hai điều công nhận. Nhưng mà có thể nói đa số, nghĩa là mấy anh em quân sĩ của mình thi hành nhiệm vụ rất là chu toàn, thấy không? Cho tới giờ chót, như tôi lấy cái ví dụ với Dũng là cái nếu mình có thêm được vài đơn vị thượng chiến như là những dù thiêu nước chiến, biệt động quân hay biệt kích được mấy cái đó thì có thể là mình thay đổi cái sắc thái của cái cuộc chiến đó. Về cái phía chính trị đó với lại kinh tế đó, mình hơn xa rằng Cộng sản. Thứ nhất đó, là mình vẫn duy trì dân chủ, người dân có quyền nói. Mặc dù trong cái số người dân nó có những ý kiến nó khác với cái đại đa số, cái đó là những cái chuyện mình phải chấp nhận trong cái chế độ gọi là dân chủ. Ở trong gia đình cũng vậy đó,
cha mẹ mà có nhiều con, có đứa nó bướng lên nó đòi cái này cái kia, không lẽ con mình nó người cha người mẹ nó được tao đuổi mày đi chỗ khác, cái đó là thì cái ông tổng thống là ông chủ tịch mấy người dân biểu nghị sĩ đều phải nghĩ đến đồng ý trong cái nội canh nó cũng có vài ba con sâu, nhưng mình phải về phải tìm cách nào giải quyết cái đó đi đó. Chứ còn cái vấn đề văn hóa, nó xin lỗi chứ văn hóa mình sao mà thua cái văn hóa với cộng, nó chỉ một đường lên bác cái đảng nó đến là trong lúc đó là mình nghĩa là như ngoài cái như một cái thiểu số lúc đó là existentialist, cái hiện sinh đó thế, thì đồng ý xã hội nào nó cũng vậy, nhưng mà cái đại đa số đó làm cái gì cũng vững với đại đa số. Thấy binh sĩ đi ra nhiệm vụ của họ rồi họ vẫn làm, trong lúc mà họ về thành phố rồi thì đi uống cà phê nghe nhạc thì sao cái đó mình đâu cấm họ đâu có gì phản quốc đâu cái chuyện không. Đó vâng. Đó còn cái kinh tế mình đó là mình là trời ơi, nâng cao cái đời sống nhân dân của mình là cho nhân dân bao nhiêu đất đai trong lúa thì giờ cộng nó giật của rồi nó giết rồi nó tố khổ nó làm những cái điều mà gọi là phi nhân bản, nó phi đủ thứ thành thứ hai cái phương diện đó là sau này đó mới thấy rõ được. Thấy chưa, mình đã nói hồi xưa mình tham nhũng, bây giờ thằng giờ cộng cái thằng cộng sản nó tham nhũng mình đồ con nít đối với nó đó thành rồi hiện sinh của nó bây giờ nó cũng tổ sư nữa, thế đó thành bây giờ thì nó quá là mình so. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là những cái chương trình hồi đó của đệ nhị cộng hòa của mình là bắt nguồn từ đệ nhất đến đệ nhị, là mình dựa trên làm sao để cho là đem lại cái ấm no cho dân, cải thiện cái đời sống là. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem tiếp buổi phỏng vấn đặc biệt lần thứ tư với cựu Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện vào tối mai, thứ Năm, 25 tháng 2, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được kính chào và mong gặp lại quý vị vào tối mai.